Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về một vấn đề, đó chính là thâm vùng kín. Đây là một vấn đề khá là nhạy cảm đúng không các bạn? Tại sao bác sĩ Quý lại làm video này? Bởi vì tình cờ mình lướt trên TikTok thì mình thấy có một bạn chia sẻ rằng bạn mua một chai làm hồng vùng kín trên Facebook và sau khi sử dụng thì cái vùng kín của bạn á từ thâm nhẹ nhẹ, thâm sương sương trở nên đen thùi lùi luôn các bạn. Thâm vùng kín là một vấn đề khá là nhạy cảm và tế nhị, rất ít ai chịu chia sẻ cho các bạn. Vì thế, các bạn có những cái câu hỏi, những thắc mắc, ví dụ như là tại sao cái vùng kín của mình nó lại thâm như vậy? Có nên làm hồng vùng kín hay không? Có những phương pháp nào làm hồng vùng kín an toàn, hiệu quả hay không? Vậy thì các bạn hãy cùng bác sĩ Quý xem hết video này để có thể trang bị cho mình những kiến thức về hồng vùng kín nhé. Và chúng ta cùng đi vào video luôn nào. Đầu tiên là tại sao vùng kín chúng ta lại bị thâm? Đặc biệt là những người phụ nữ Á Đông chúng ta lại dễ thâm hơn so với những phụ nữ ở quốc gia khác. Có rất nhiều nguyên nhân lắm các bạn, nhưng hôm nay bác sĩ Quý sẽ chia làm 4 nguyên nhân chính nhé. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là do viêm nhiễm. Có một số bạn bị viêm âm hộ hay viêm vùng kín hay là bị nấm vùng kín tái đi tái lại. Thì cái hiện tượng mà viêm tái đi tái lại như vậy sẽ để lại cho các bạn một tình trạng đó chính là tăng sắc tố sau viêm. Nghe có vẻ ghê gớm ha, nghe có vẻ là khó điều trị đúng không các bạn? Nhưng đây là cái nguyên nhân mà dễ đáp ứng với điều trị nhất. Các bạn chỉ cần điều trị hết tình trạng viêm nhiễm và sau đó chúng ta sẽ bôi thoa những hoạt chất làm trắng, làm sáng nhẹ nhàng thì vùng kín của các bạn sẽ dễ dàng hết thâm và trở lại giống như ngày xưa. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là do nội tiết tố. Nội tiết tố chủ đạo trong cơ thể phụ nữ chúng ta đó chính là estrogen. Nhưng mà estrogen nó rất là dao động các bạn, nó không có được ổn định như là nội tiết tố nam. Ví dụ như là nó sẽ thay đổi khi chúng ta hành kinh nè, hay là khi mà chúng ta mang thai, hay là khi chúng ta đến cái giai đoạn là tiền mãn kinh hay là mãn kinh. Thì đây là những giai đoạn mà vùng kín của chúng ta nó sẽ thâm hơn so với những giai đoạn khác trong cuộc đời. Các nhà khoa học, các bác sĩ, người ta đã nghiên cứu và giải thích ra rằng vùng da ở vùng kín của chúng ta có rất nhiều tế bào melanocyte. Đây là những tế bào sinh ra melanin, mà melanin là những tế bào hắc sắc tố khiến cho da chúng ta bị thâm sạm và nó rất là nhạy cảm với hormone, tức là nó rất là nhạy cảm với sự thay đổi nội tiết tố hơn so với những vùng da khác. Thực sự khi mà các bạn ở cái giai đoạn mà thay đổi nội tiết tố như vậy thì không chỉ da vùng kín của các bạn bị thâm hơn đâu mà những vùng da khác cũng có thể bị thâm, đặc biệt là vùng da niêm mạc và bám niêm mạc. Ví dụ như là môi của các bạn cũng sẽ bị thâm hơn, hay là vùng vú của các bạn cũng sẽ bị thâm hơn, hoặc là bẹn nè, hoặc là nách cũng sẽ bị thâm hơn. Tuy nhiên thì cái việc thâm đó hoàn toàn có thể được cải thiện khi các bạn đã trải qua xong cái giai đoạn nội tiết tố đó. Ví dụ như là các bạn đã trải qua xong cái chu kỳ hành kinh hay là các bạn đã sinh em bé ra rồi. Có một số bạn thì sẽ trở lại như xưa, nhưng cũng có một số bạn không trở lại được như xưa, nhưng các bạn sẽ hết thâm rất nhiều so với khi các bạn mang thai. Nguyên nhân thứ ba đó chính là do ma sát. Bất kỳ nguyên nhân gì mà các bạn khiến cho vùng kín của mình tăng ma sát, tăng cọ sát một cách thường xuyên thì nó sẽ dễ dàng trở nên bị thâm hơn. Ví dụ, các bạn là một người yêu thích và thường xuyên đạp xe đạp thì vùng kín của các bạn sẽ cọ sát và dập lên vùng yên xe. Hoặc các bạn thường xuyên mang những bộ quần lót chật và mang liên tục 8, 9, 10 tiếng. Hoặc các bạn là những người có công việc phải ngồi liên tục, đặc biệt là những bạn văn phòng. Khi các bạn ngồi liên tục như vậy thì khối lượng của cơ thể của các bạn sẽ đè lên vùng kín ma sát với cái ghế và như thế thì vùng kín của các bạn sẽ trở nên thâm sạm hơn. Vậy thì quan hệ tình dục có làm thâm vùng kín hay không? Nếu như các bạn quan hệ không quá mạnh bạo và các bạn thường xuyên vệ sinh sau mỗi lần quan hệ thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không bị thâm. Còn nếu như ngược lại, các bạn không vệ sinh sạch sẽ mà các bạn để cho nó ẩm ướt, nó ngứa ngáy, các bạn cào gãi nó thì chắc chắn nó sẽ bị thâm. Và nguyên nhân thứ tư đó chính là do sự lão hóa. Cũng giống như trên khuôn mặt của chúng ta thì bất kỳ vùng da nào trên cơ thể cũng đều lão hóa theo thời gian. Chúng ta có thể soi gương và thấy được gương mặt chúng ta bị chảy xệ, bị nhăn nheo thì chúng ta sẽ dùng kem dưỡng ẩm hay là tiêm Botox filler, nhưng mà không có một ai mà lấy cái gương mà soi vùng kín
chính của mình hàng ngày đâu các bạn. Vì thế, sự lão hóa cứ diễn ra từ từ, từ từ, từ từ, cho đến khi các bạn đến cái giai đoạn mãn kinh, lông của các bạn sẽ bị giảm đi và các bạn nhìn xuống kêu, ồ, sau này nó đen thùi lùi vậy, thì đó là do sự lão hóa nhé các bạn. Câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta có nên làm hồng vùng kính hay không? Thì bác sĩ Quý chia sẻ thật với các bạn là việc các bạn làm trắng, làm sáng, làm hồng vùng kính thì đây là những việc làm mà đi ngược lại với quá trình tự nhiên của con người. Ví dụ như các bạn bị thâm vùng kính là do các bạn mang thai, do các bạn lão hóa hay do thay đổi nội tiết tố, hay các bạn là chủng tộc Việt Nam thì việc các bạn cố tình tẩy trắng vùng kính hoặc là laser, hoặc là mình thấy có rất nhiều bạn là phun xăm lên vùng kính thì các bạn sẽ nhận lại những hậu quả thảm hại hơn so với việc các bạn để nguyên. Chúng ta đừng so sánh với những cô người mẫu hay diễn viên đóng phim 18 cộng, bởi vì đó là công việc của họ mà, và họ phải làm rất nhiều thủ thuật lên vùng kính của họ. Chúng ta là những người phụ nữ bình thường thì đừng cố gắng làm trắng, làm sáng hay làm hồng bằng mọi giá. Điều quan trọng là âm hộ, là vùng kính của chúng ta không bị viêm nhiễm, khỏe mạnh, không mùi, không hôi, là điều đó đã quá quyến rũ rồi đó các bạn. Nếu như bác sĩ Quý đã thuyết phục đến như vậy rồi mà các bạn vẫn muốn quyết tâm là vùng kính của mình phải hết thâm thì có những cách làm sau đây. Thứ nhất đó chính là laser. Thì cơ chế hoạt động của laser là nó bắn phá vỡ những cái tế bào melanin. Mà như hồi nãy bác sĩ Quý đã nói rồi, melanin là những tế bào khiến cho chúng ta bị thâm sạm. Tuy nhiên, đó chỉ là một phương pháp tạm thời mà thôi. Bởi vì melanin ở vùng kính, nó phụ thuộc vào cơ địa, nó phụ thuộc vào nội tiết, phụ thuộc vào chủng tộc. Nếu các bạn là một người Việt Nam da vàng, thì vùng kính của các bạn không thể nào trắng hồng được như các bạn châu Âu, hay Hàn Quốc, hay Nhật Bản mà đâu. Vì đó là một quá trình đi ngược lại với quá trình tạo hóa. Và những gì mà đi ngược lại với tạo hóa tự nhiên thì nó sẽ trở về với ban đầu. Và các bạn sẽ phải làm thường xuyên và các bạn sẽ làm hoài mà thôi. Phương pháp thứ hai đó chính là sử dụng những hoạt chất peel. Có chị em nào đã peel da mặt chưa? Đặc biệt là những chị em bị nám. Các bạn có thấy sót không? Có thấy rát da không? Vậy thì các bạn hãy tưởng tượng chúng ta sẽ peel lên vùng kính thì nó sẽ tê tái đến cỡ nào. Và việc chăm sóc da sau peel cực kỳ quan trọng. Nếu như các bạn chăm sóc không đúng thì các bạn sẽ nhận lại một kết quả rất là ê chề. Các bạn phải để cho vùng da đó nó khô thoáng, nó không bị ẩm ướt. Nếu như nó bị ẩm thì các bạn sẽ xảy ra hai điều. Thứ nhất là các bạn sẽ bị ngứa ngáy. Thứ hai là các bạn sẽ bị thâm hơn, đó là do tăng sắc tố sau viêm. Da của vùng kính chúng ta lúc nào mà chả ẩm ướt. Vậy thì sau peel chúng ta chỉ còn một cách, đó chính là banh hai chân cả ngày và ngồi trước quạt. Đẹp đâu chưa thấy mà thấy đã bị trúng gió rồi đó các bạn. Phương pháp thứ ba đó là sử dụng kem dưỡng ẩm, kem làm sáng da. Thực sự là những loại kem này các bạn chỉ nên bôi ở ngoài vùng bẹn mà thôi, tức là những cái vùng da mà ngoài nếp gấp, chứ các bạn không bôi thẳng vào bên trong. Một cái sản phẩm làm hồng vùng kính, thứ nhất là nó phải có thương hiệu nổi tiếng, thứ hai là phải thật mắc tiền, và các bạn phải hỏi ý kiến của bác sĩ sản phụ khoa để họ nhận định những thành phần đó có phù hợp để bôi lên vùng âm hộ, bôi lên môi lớn môi bé hay không. Nếu không thì những loại kem đó hầu hết là để dưỡng da vùng xung quanh vùng kính chứ không được bôi thẳng vào bên trong. Phương pháp thứ tư đó chính là sử dụng thuốc uống. Đó là những loại thuốc mà có thể làm giảm thâm sạm và nám da. Đó là những hoạt chất ví dụ như là glutathione, vitamin B, L-cystein, v.v. Chúng có khả năng làm sáng da toàn thân, làm giảm thâm mụn, giảm thâm vùng kính hay là thâm nhũ hoa. Tuy nhiên, các bạn phải nhớ rằng là các bạn phải uống trung bình ít nhất là 6 tháng thì mới có hiệu quả. Bởi vì thâm sạm vùng kính nó rất khó điều trị so với những vùng da khác. Vậy thì làm cách nào để giảm sự thâm sạm vùng kính? Thứ nhất là các bạn hãy làm cho cô bé của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh và không viêm nhiễm. Các bạn hãy sử dụng những loại dung dịch vệ sinh phụ nữ có độ pH từ 3.8 cho đến 4.5. Thứ hai là tránh sử dụng những loại sản phẩm có mùi, có hương liệu lên vùng cô bé. Thứ ba là sử dụng những loại quần lót phù hợp, rộng rãi, thoáng mát. Và cuối cùng là chúng ta không thể chống lại sự lão hóa. Vì thế, chúng ta cứ hãy vui vẻ và tự tin với những gì tạo hóa đã sinh ra nhé. Vậy là video đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ Quý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.